Tác hại không ngờ của rau mùng tơi. Rau mùng tơi tưởng chừng như là một loại rau ngon mát, lành tính thì sẽ có tác dụng ngược lại khi sử dụng không đúng cách. Hãy biết cách ăn uống hợp lý, tránh lạm dụng để giúp loại rau này phát huy được hết giá trị dinh dưỡng của nó. Lương y Bùi Hồng Minh, Chủ tịch Hội Đông y quận Ba Đình, Hà Nội cho rằng rau mùng tơi là thực phẩm thanh nhiệt và mát bổ, tuy nhiên không phải ai cũng ăn được và đặc biệt là ăn nhiều mùng tơi có thể gây sỏi thận. Theo Đông y, rau mùng tơi có tính hàn, vị chua ngọt, tán nhiệt, mất máu, lợi tiểu, giải độc, đẹp da, trị rôm sảy mụn nhọt hiệu quả, rất thích hợp dùng trong mùa nóng. Các nghiên cứu cho thấy, trong mùng tơi có chứa chất nhầy pectin rất quý để phòng chữa nhiều bệnh. Chất nhầy trong rau mùng tơi giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, kích thích các nhu động ruột và nhuận tràng tốt. Đồng thời, rau mùng tơi còn giúp thải chất béo trong đường tiêu hóa, chống béo phì, thích hợp cho người có mỡ và đường cao trong máu. Tác dụng trừ thấp nhiệt, làm cho người lao động ngoài trời nắng nóng duy trì được sức khỏe, phòng chống bệnh tật như mỏi mệt, háo khát, bứt rứt. Thế nhưng, nếu dùng không đúng cách hoặc quá lạm dụng sẽ dẫn đến tác hại khôn lường cho sức khỏe. Hấp thu kém. Hàm lượng axit oxalic cao trong rau mùng tơi khiến cơ thể khó hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng. Do đó, nên ăn rau mùng tơi kèm các thực phẩm giàu vitamin C như uống một ly nước cam hay ăn cùng cà chua sẽ giúp cơ thể dễ dàng hấp thu chất canxi và sắt hơn. Tiêu chảy. Mùng tơi có tác dụng nhuận tràng, điều trị táo bón. Tuy nhiên, nếu lạm dụng mà ăn nhiều rau mùng tơi có thể dẫn tới tiêu chảy. Những người từ trước đã ít dùng chất xơ thì cũng chỉ nên tăng lượng chất xơ từ từ, nếu không sẽ gây rối loạn tiêu hóa. Những người có tình trạng tiêu chảy, tiêu lỏng, viêm loét dạ dày, tá tràng cũng nên thận trọng với các thực phẩm có nhiều chất xơ. Gây đầy bụng khó tiêu. Rau mùng tơi có chứa hàm lượng cao chất xơ. Một bát rau mùng tơi nấu chín có chứa 6g chất xơ. Mặc dù chất xơ rất cần thiết trong quá trình thúc đẩy tiêu hóa, tuy nhiên nếu ăn quá nhiều cùng một lúc có thể khiến dạ dày khó chịu. Cơ thể khi đó sẽ gặp một số vấn đề như đầy hơi, chuột rút sau khi ăn rau mùng tơi. Hãy uống một ly nước đầy mỗi khi bạn ăn rau mùng tơi để giúp quá trình tiêu thụ các chất xơ trong cơ thể trở nên dễ dàng hơn. Theo kinh nghiệm của ông cha ta, các loại rau có nhiều chất nhầy như mùng tơi, rau đay, các loại quả như mướp hương, khoai mỡ, đậu bắp đều phải nấu chín trước khi ăn để phòng tránh tình trạng khó tiêu, đầy bụng và tiêu chảy. Tăng nguy cơ bệnh sỏi thận và gút. Những người bị mắc bệnh sỏi thận và bệnh gút không nên ăn rau mùng tơi, bởi trong rau mùng tơi có chứa nhiều purin. Hợp chất hữu cơ này khi đi vào cơ thể sẽ biến thành axit uric. Hàm lượng axit uric trong cơ thể tăng cao sẽ làm tăng nguy cơ phát triển sỏi trong thận. Các axit oxalic trong rau mùng tơi sẽ làm tăng nồng độ canxi oxalat trong nước tiểu, dẫn đến sỏi thận ngày càng phát triển. Gây mảng bám răng. Một tác dụng phổ biến nhưng vô hại của việc ăn rau mùng tơi đó là có cảm giác xít răng, như răng có mảng bám hoặc nhớt. Nguyên nhân là do các axit oxalic trong thực phẩm này có chứa các tinh thể nhỏ, không hòa tan trong nước, dễ bám vào răng và gây vàng ố răng. Điều này không phải ai cũng biết và nghĩ rằng ăn rau mùng tơi xong đánh răng, nhưng thực sự nó không có tác dụng. Theo các nghiên cứu mới đây, trong 100g rau mùng tơi chỉ có 19 calo, rất ít chất béo nhưng lại chứa tới 8.000 IU lượng vitamin A, 102mg vitamin C và 1,2mg sắt cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Do đó, để tận dụng được các chất dinh dưỡng có trong rau mùng tơi, khi chế biến cần phải nấu vừa chín tới, tức là không để quá chín mà cũng không còn sống. Bạn nên thêm mùng tơi vào thực đơn hàng tuần một cách khoa học để cơ thể khỏe mạnh, tránh các tác hại không đáng có.